Thảm họa bảo tồn bí ẩn, hơn 350 voi chết đột ngột quanh các vũng nước. Chính phủ Botswana vẫn chưa xét nghiệm xác của hàng trăm con voi chết hàng loạt đầy bí ẩn để xác định nguyên nhân trong sự kiện được xem là thảm họa bảo tồn động vật. Hơn 350 con voi chết ở phía bắc Botswana trong một vụ chết hàng loạt đầy bí ẩn được các nhà khoa học mô tả là thảm họa bảo tồn. The Guardian thông tin, cụm voi chết đầu tiên được ghi nhận tại đồng bằng Okavango hồi đầu tháng 5, với 169 cá thể voi chết được ghi nhận tới cuối tháng. Đến giữa tháng 6, số voi chết tăng hơn gấp đôi, với 70%, số voi chết tập trung quanh các vũng nước. Theo các nguồn tin địa phương giấu tên, nơi các con voi chết hàng loạt trong thời gian ngắn, đồng bằng Okavango là môi trường sống hoang dã kiểu đầm lầy tươi tốt. Chính phủ Botswana vẫn chưa kiểm tra xác của những con voi hoang dã đã chết này để tìm dấu vết của chất độc hoặc các mầm bệnh. Tuy nhiên, vi khuẩn than đã được loại trừ khỏi nguyên nhân voi chết hàng loạt. Chất cyanua, cyanide, từng được những kẻ săn trộm ở Zimbabwe sử dụng để hạ độc voi. Tiến sĩ Nô Mát Can, giám đốc bảo tồn tại National Park Rescue chia sẻ với The Guardian, đây là một vụ chết hàng loạt ở cấp độ chưa từng thấy trong một thời gian rất dài. Ông cho biết, ngoài hạn hán, ông chưa biết có nguyên nhân nào có thể gây ra tử vong hàng loạt nhanh và lớn tới mức này. Các nhà khoa học đã kêu gọi chính phủ xét nghiệm xác của các động vật đã chết để đảm bảo chúng không gây nguy hiểm đến tính mạng con người. Trả lời The Guardian, tiến sĩ Cizilta quyền giám đốc phụ trách cơ quan về động vật hoang dã và công viên quốc gia của Botswana cho biết, chúng tôi biết về những con voi đang chết. Trong số 350 con vật, chúng tôi đã xác nhận 280 con. Chúng tôi vẫn đang trong quá trình xác nhận phần còn lại. Dù tổng số voi của châu Phi đang giảm do nạn săn trộm, số lượng voi ở Botswana đang tăng. Quốc gia phía nam châu Phi này là nơi có 1/3 số voi của châu lục và đã tăng quy mô cá thể voi từ 80.000 đến 130.000 vì quản lý tốt các khu bảo tồn. Có khoảng 15.000 con voi ở đồng bằng Okavango và việc du khách đến khám phá thiên nhiên hoang dã được cho là mang lại khoảng 12% GDP cho Botswana. Tuy nhiên, voi vẫn đang bị đe dọa. Nông dân coi voi là mối phiền toái vì phá hoại mùa màng và nạn săn trộm vẫn còn phổ biến. Tiến sĩ Mát Căng nói rằng, những cái chết gần đây của voi là một thảm họa bảo tồn khi đất nước không bảo vệ được một trong những tài sản quý giá nhất của mình. Ha ha ha,